Bạn có muốn gia nhập môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp cùng những cộng sự và leader có năng lực kinh nghiệm làm việc lâu năm không? Cơ hội để học hỏi và trao dồi kinh nghiệm tuyệt vời. Thực tế, ở các công ty quốc tế, mức lương sẽ không dừng lại ở con số cố định mà dựa vào năng lực, sự cố gắng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, không giống một số công ty gia đình tại Việt Nam, chỉ có người trong nhà được đưa lên làm lãnh đạo. Tại các công ty nước ngoài, bất kỳ ai có năng lực, xứng đáng thì đều sẽ có cơ hội được thăng tiến, mọi thứ đều được đánh giá dựa trên tài năng, sự cố gắng của mỗi người chứ không dựa theo cảm tính, mối quan hệ. Chính vì vậy, khi làm việc tại đây, các bạn sẽ không phải lo lắng bị chèn ép, bất công trong công việc. Cơ hội gia nhập cộng đồng công nghệ thông tin được mệnh danh là vua của mọi nghề. Học viện đang có chương trình giảm 30% học phí tất cả các khóa học trong tháng này. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi.